vàng nha. Rồi mấy bạn còn lên tăng mẫu nào thì mấy bạn cứ nói chút đào sẽ lên size đó cho cả nhà. Còn cái mẫu chút đào đang ghim là mẫu nào đúng không? Là mẫu này nè. Mẫu chút đào lên ghim. Cái gì đây? Giờ mình la mình im lặng được không? Mình không nói chuyện nữa. Chỉ nốt phiên live ngày hôm nay thôi. Không muốn nói chuyện nữa. Mình cảm giác là mình mệt. Mình đang thở. Rồi, bé nghe cái quần đùi. Tôi đang mặc váy, tôi đang mặc cái đầm. Nè, thấy chưa? Đây mặc cái đầm. Cái gì vậy? Rồi, cười xăm con mắt đâu vậy? Mệt quá à. Rồi, uống trà sữa Thái không? Uống. Ủa không thật. Like không nói chuyện mà sao bán hàng má. Mấy bạn kêu like sao mà nói chuyện. Mấy bạn không thấy comment của mấy bạn kia hả? Mấy bạn hỏi sao chút đầu like mà chút đầu nói chuyện. Chút đầu nên lấy comment của bạn để chút đầu trả lời cho mấy bạn đó. Like không nói chuyện sao trả lời má. Đây, cái mẫu này là size M. Size M. Comment cân nặng chiều cao đi không? Bây giờ mấy bạn tự quen size, mấy bạn tự chốt luôn đúng không? Bây giờ mấy bạn tự quen size, tự chốt luôn đúng không? Không cần tự chốt nữa đúng không? Cái gì đây? Rồi à, đừng có mua mấy mắt kính nữa, làm ơn. Không cần thấy. Khi đảnh đảnh như vậy nè thì chiều cao comment cân nặng chiều cao thì không có cái nào đâu. Khi thì quá trời, comment không kịp luôn. Mệt. 1m6 50kg size M thôi nha. Rồi kính bao nhiêu độ? Kính này là 5 độ. Tháo mắt kính ra đọc. Tôi nói mấy người ác mà mấy người không tin, mấy người hành tôi lắm. Mấy người comment. Dì Kiều 1m55, dì Kiều đi mặc size M. 1m55, dì Kiều đi mặc size M. Mẫu 19 hả? 19 không có mẫu ở đây rồi, 19 không có ở đây. 19 không có mẫu ở đây. 19 chút đào chỉ có cái màu xám, nhưng mà mấy bạn đang xen màu trắng giùm chút đào được không? Rồi cái gì đây, nam mặc được không? Những mẫu này nam nữ mặc được hết luôn. Cái gì vậy? Bán tranh ghế cổ áo thôi. Mấy người kệ mẹ gì á? Bán em cây kẹo. Rồi cả nhà ơi, chút đào 1m55 cân. Hiện tại thì chút đào đang mặc xem M. 1m95 45kg size L. Chút đào sẽ ghim lại sản phẩm cho mấy bạn ha. Xin chào, hello. Cái gì ạ? Chút đào có offline nghỉ ngơi một thời gian. Chút đào có dự tính offline không? Không có dự tính offline. Mấy bạn còn đang xem, mấy bạn còn đang muốn xem tôi như vậy thì sao? Tôi là phải off chứ. Tôi vẫn muốn lên gặp mọi người. Rồi, cho chú mấy bạn xem mẫu mới ha. Phan Phạm Tuấn Anh 1m72 85kg mặc giùm em size L nha. Mẫu của chúng em, mẫu của chúng đào đang ghim. Và chúng đào thấy hơn có mấy bạn à, gần 50 bạn bỏ vô giỏ hàng rồi. 50 bạn bỏ vô giỏ hàng nhưng mà em mong cũng đâu đó 30 người thanh toán là được rồi. Sao mà comment nhảy dữ vậy? Gì ạ? Rồi cái mỏ dễ thương nhảy đầm đi chị, có size to không? Không có size to sẽ có 3 size MLXL. Duy Tân 1m72 60kg, Duy Tân mặc giùm chút đào size M. Nếu mà muốn mặc fit người nha. 1m72 fit người, còn nếu mà rộng rãi oversize á, dài qua mông một tí xíu thì size L nha. Khi nào có áo khoác vậy? Áo khoác hết trơn nữa rồi mọi người ơi, áo khoác lại hết nữa rồi. Em không biết nha, chút đào không dám hứa chắc với mọi người tại vì áo khoác shop ra lâu quá, chút đào không có biết được. Chờ chút đào xíu nha. Chú đào sẽ tư vấn size lại cho mấy bạn. Cao lên 1m73 100kg không có size. Chỉ có từ 40 tới 100kg thôi mọi người ơi. 40 tới 100kg thôi nha. 40 tới 100kg thôi. Cảm ơn mọi người nhiều. Mọi người bấm theo dõi chú đào chưa? Mỗi bạn bấm theo dõi chú đào một lần nha. Một giây thôi. Bỏ ra một giây bấm theo dõi tôi đi. Tích lên đây. Go. Cái gì vậy? Bình yên của em ơi. Một mét chút đào cutie. Cảm ơn ạ. Mở kính ra đâu có thấy đường tôi vốn sai đâu này, thấy không? 1m8 mà 75kg hắc tư duy ơi. Mặc chùm chút đào size L. Em cảm ơn Chí Thiện ạ. 1m Trịnh Khui 1m72 68kg. Muốn mua cái áo chị đang mặc mặc size L là ok nha.
Rồi vợ Văn Hoa Trần gì Văn Hoa Trần 1m93 39 kg mặc dùm em size size XL. Không có thấy kịp 1m. Nay like tới 4 giờ dữ vậy chị. Ủa chị like hồi 3 giờ mà, like hồi 3 giờ. Chứ đâu có like hồi chưa đâu. Hôm qua chúng ta like 3 tiếng luôn mọi người ơi, hôm qua like 3 tiếng luôn á. Mấy bạn hôm qua có xem phiên live thì mọi người sẽ thấy hôm qua chúng đào like tới 3 tiếng luôn. Để tư vấn sai tiếp nha, hôm qua giữ giữ không? Rồi chúng đào sẽ ghim lại cho mấy bạn, ghim lại cái này nha. Rồi ok, giữ sản phẩm đi ha. Gì vậy? Mình áo mặc cặp đi nè, nếu mấy bạn muốn mặc cặp. Rồi cho mấy bạn xem nha, nếu mà muốn mặc cặp thì mấy bạn có thể mặc mẫu này. Mặc cặp thì mặc mẫu này đây, 1m7 trung thông 1m72 82 kg size L dùng chút đào nha. Size L 3 size M L L. Cái gì vậy? Tôi quá mệt mỏi rồi. Cho kịp cái tóc lên cái nha, cái tóc này nó nhìn trên like gì đó. Để xem tiếp coi cái gì comment nhiều quá, chỉ thấy nó chạy thôi chứ đâu có thấy được. Không thấy được gì hết, chỉ thấy comment chạy thôi, không có thấy cái gì hết luôn. 1m65 ở Thanh Trần 1m65 49 kg size M giùm cho chú Đào nha. Gì kha bản đi. Xôi văn nếp 1m65 67 kg size L. Biện công duy tôi quá mệt mỏi rồi. Môi sinh thế. Hoàng Trung Hông 1m79 82 kg size L. Tư vấn size riết lát size rồi. Tư vấn size riết lát size rồi. Hơn 50 người bỏ vô giỏ hàng rồi cả nhà ơi, 50 người bỏ vô giỏ hàng rồi. Mắc cận mấy độ vậy có bán không? Chút Đào cười xinh ghê nữa hả? Nữa. Ngày nào cũng nữa hết á. Tiếu thiệt. Nè mấy bạn thấy không, chút Đào tướng sai chút Đào phải như vậy nè. Phun lửa đi chị, chút Đào phải để gần lại như vậy mới thấy. Chứ Đào để sao có thấy thiệt. Mắt bị cận 4-5 độ luôn. Một độ trí 1m73-75kg size L nha độ trí ơi. Nói chuyện tiếu quá, vô đây để đọc, để cười hả? Cái phiên lan người ta vô đây để cười hay gì mà kêu tiếu. Ngộ ha. 1m74 62kg size L. Cận vậy có thấy tìm thấy được tình yêu không? Gì vậy? Bị cận sao tìm thấy tình yêu? Rồi tranh thủ đi mọi người ơi, tranh thủ. Đi ngủ đi chị. Bây giờ chị không muốn là bây giờ mình mở like lên xong mình đi ngủ lắm, rất là muốn luôn. Mình rất là thích điều đó, mình mở like lên để cho mấy bạn xem xong rồi mình đi ngủ. Ê như vậy là được phép, mấy bạn có mua hàng không? Lúc đó mình ngủ thì mình có lăn qua ăn lại xong rồi mấy bạn xem sản phẩm thôi. Cho mình đỡ mình phải đứng ha. Rồi chút nào tôi muốn sai tiếp cho mọi người nha. Đây mẫu mặt cặp. Sao bên tối sao? Tối sao mẹ? Nó đánh bị khủng quá. Rồi trời, comment đi. Thế thì thích ha, đúng rồi thích thiệt mà. Có tiền á. Áo anh cũng thích cận nhưng mà cận kề bên em. Em ơi ghê quá. Hiện tại thì em đang mặc size M. 1m55, 55kg đang mặc size M. Mấy bạn ơi chỉ có từ 40-95kg thôi nha. 40-95kg. Chúng ta sẽ lên những cái mẫu mà couple cho mấy bạn ha. Cái mẫu của chúng Đào này là đang mặc một couple với một cái này. Đó, cái nhà có thể mặc couple thấy chưa. Đó, tầm bạn trai thì ngang xem tới đây cho mấy bạn hình dung được. Không có mẫu nam ở đây nên là cả nhà thông cảm đi nha. Có, bên nè. Chính xác. Chứ mà tao ghét mày. Kính tôi giống Đào. Thiệt không? 1m68 50kg size M thôi nha. Xin chào cả nhà. Xin chào. Hai đứa con ngủ rồi. Hai đứa con đang nghe tiếng lo-fi chill khi live stream của mẹ. Trời gì thay kìa. Trời ơi, ngủ ngon gì đâu luôn á. Tiếng live lo-fi chill. Trời ơi. Tiếng live lo-fi hả? Trời ơi, bé Hùng Quỳnh và Lý Gia Kỳ ơi.
Trời ơi, ngủ ngon nghe kìa. Ngủ mà đê mê. Ngủ mà cảm giác like 1.5 tiếng hơn rồi nè. 1.5 tiếng rồi đó. Tiếng like, 96kg mặt vừa, 96kg vừa. Tại vì hơn có 1kg thôi mà. Nhưng mà nó sẽ hơi fit. Hơi như vậy. 1m82 làm tình nguyện mẫu nam. Cũng hợp. Ở tính ra cũng hợp hết á. Hợp với yêu cầu của tôi. Chỉ còn cao trên 1m7 là ok. Nay mặc đầm hả chị?